Thưa quý vị, đón ngày lễ tình nhân tại cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp và tham gia vào lễ hội kinh khí cầu là một lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ vào ngày 14 tháng 2 năm nay. Và du khách và người dân sẽ có những cái trải nghiệm thật sự là ngọt ngào, mới lạ khi được bay trên kinh khí cầu hình trái tim, ngắm toàn cảnh cao nguyên lúc bình minh và tham gia các hoạt động hấp dẫn tại lễ hội kinh khí cầu năm nay. Những quả khinh khí cầu đầy màu sắc trên bầu trời Thảo Nguyên Mộc Châu tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Với chủ đề tình yêu, năm nay quả khinh khí cầu hình trái tim hấp dẫn mọi người hơn cả. Tại đây nhiều đôi bạn trẻ cũng đến để chụp ảnh cưới, lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất vào một ngày đặc biệt. Không chỉ vậy, lễ hội còn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Tụi em thích một Châu đã lâu rồi á Nhưng mà hôm nay mới chọn Mộc Châu làm điểm đến của mình mới có cơ hội Và cũng thật tình cờ thì đến đây vào dịp này thì có cái lễ hội khinh khí cầu ạ à. Ở đây thì rất là thích không khí nơi này Rất là trong lành, thoải mái Xong đến đây là những khinh khí cầu nhiều màu sắc nữa à, Khá là đẹp ạ, à. rất là thích, rất là độc đáo ạ à. Tôi vừa đến đây ngày hôm qua, chúng tôi đã lên kế hoạch để đi xung quanh đây. Khung cảnh rất đẹp, thật may mắn khi đúng vào dịp lễ hội khinh khí cầu được trải nghiệm cảm giác ở trên quả khinh khí cầu thật là tuyệt vời. Với kinh nghiệm tham gia nhiều lễ hội khinh khí cầu quốc tế, đoàn phi công là những chuyên gia đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đã tạo nên một màn trình diễn tuyệt đẹp trong không gian yên bình của đất trời cao nguyên. Lễ hội năm nay có hai hình thức bay là bay theo kiểu biểu diễn tại chỗ và bay tự do ngắm toàn cảnh cao nguyên Mộc Châu tươi đẹp. Tôi đến Mộc Châu sáng nay. Ở Mộc Châu không phải dễ dàng khi chơi khinh khí cầu, bởi vì địa hình ở đây có rất nhiều núi. Tôi là một phi công khinh khí cầu chuyên nghiệp. Vì thế, mặc dù không dễ, nhưng mọi thứ sẽ vẫn rất an toàn. Cao nguyên Mộc Châu với những cánh đồng cỏ, núi rừng bạt ngàn màu xanh đã tạo nên một bức tranh siêu thực về màu sắc trong lễ hội khinh khí cầu quốc tế. Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức cũng đã tạo ra sản phẩm du lịch hiện đại, mới lạ, độc đáo tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Lễ hội khinh khí cầu năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 năm 2019. Lễ hội thành công sẽ là cơ sở để ban tổ chức lựa chọn Mộc Châu là điểm tổ chức lễ hội khinh khí cầu định kỳ vào dịp lễ tình nhân Valentine hàng năm.